chúng ta qua ta chửi vợ. Rồi kêu xe đi. Chưa? Xe đó là chà tháo đó. Trời ơi. Nói tám chưa hả? Tôi hỏi. Có mua gì? Mua dao vậy? Mua bài lắm đó, mua dao. Ai? Ờ, quên sách dâm bài về. Quá trời luôn. Nó hỏi vậy á. Ờ, vậy dưới muôn tay đi. Chơi đêm mà. Chơi đêm mà. Mười ở lại hay chơi đêm? Lại. Mấy người nào ở lại hết á. Ghê à. Bạn dữ. Người nào đương dâu mới đi lên, người nào mà ở đương dâu. Ăn nhà mai ngày mốt. Mày vậy mới ở lại đó. Ở nhà mai này sau này mà có gì dữ không? Có đâu đi đưa dâu ngày đâu. Đâu đi đưa dâu đâu. Bữa nay nó ăn có ăn một cái chung. Ăn một cái đám nè con mệt lắm. Sức khỏe em có nữa, ăn đám rồi. Ăn nhiều quá thở không nổi. Qua có thằng chú đi, không có thằng chú đi à. Qua đi 2 ngày rồi, đi hôm qua hôm nay đó rồi. Ngày mai không có đi đưa dâu à? Không. Sao vậy? Ừ. Có thằng chú không đi. Vô cũng ăn thì chứ làm gì vậy? Vô ta rồi giới thiệu chú là chú. Ừ. Thôi. Anh em. Rồi. Em chú ba.